mình đơm bắp ra ngoài cái dĩa để mình ăn này các bạn. Wow, mùi thơm lắm nè. Thế là với một quả bắp Mỹ và ba quả trứng muối, một ít cơm nữa là mình đã có được một dĩa bắp chiên với trứng muối. Cái món này là một món ăn vặt rất là ngon nè. Nguyên liệu để mình làm món bắp chiên trứng muối thì ở đây mình có một quả bắp bắp Mỹ nè các bạn. Rồi ở bên này mình có ba cái lòng đỏ trứng muối. Cái loại trứng muối này là mình muối bằng trứng gà mà mình làm cái cách mà cấp tốc á, trong 36 giờ là được nha. Đó. Rồi mình có hành lá mình cắt nhỏ. Cái đầu hành trắng mình băm nhỏ. Mình có đây một ít bơ nữa nha. Rồi một ít đường, một ít bột nêm và một ít ớt xay. Mình đặt lên trên bếp một cái nồi, mình cho vô ít nước nè. Rồi mình đặt cái chén trứng muối, mình hấp cho trứng nó chín nha. Trứng muối mình đã hấp chín rồi nè các bạn. Mình đưa ra ngoài, rồi mình dùng cái chày này để mình ấn cho nó, mình đè để cho nó mịn ra các bạn. Mình bật bếp lên, mình bắc lên đây một cái chảo nè. Rồi mình cho bơ vô. Khi bơ nó tan chảy ra gần hết rồi nè, thì mình cho cái đầu hành trắng vô để mình phi cho nó thơm ha. Ở bên này khi nãy mình nghiền cái trứng muối ra này các bạn, mình cho vô nha. Mình dùng cái muỗng mà bằng gỗ này để mình đảo ha. Mình không sử dụng cái muỗng bằng inox nha. Rồi bây giờ mình nêm vô một nêm này, đường và ớt bột luôn nha. Rồi mình tiếp tục để mình đảo để cho những cái gia vị này nó đều với trứng muối nè các bạn. Trứng muối nó nổi bọt lên đẹp chưa nè. Rồi như vậy là được rồi, mình tắt bếp ha. Mình dùng cái dao nhỏ mình tách một cái đường của cái quả bắp này nè các bạn. Nó ra được một đường như vậy rồi thì kế tiếp đây những cái đường này thì mình dễ rồi. Mình cứ vậy là mình tách cho nó hết nha, cho nó ra hết nha. Mình bật bếp lên, mình đặt lên một cái chảo. Mình cho một ít dầu ăn thôi các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái chỗ bắp mà mình đã tẻ ra hạt hết, mình cho lên cái chảo này để mình rang nha. Cái này mình gọi là rang. Mình đảo đều đi nè. Bắp tươi mình đã rang ở trên bếp được hơn 10 phút rồi các bạn. Những cái hạt bắp nó đã chín rồi nè. Thì mình tắt bếp nha. Rồi bây giờ mình lại quay qua bên cái trứng muối này các bạn. Mình lại bật bếp lên lại để cho nó nóng, nó tan chảy ra lại nha. Kế tiếp là mình cho bắp mà mình đã rang ở bên kia chín rồi á, mình cho vô đây đảo nè các bạn. Mình đảo để cho cái lớp trứng muối á, nó bám ở bên ngoài bắp. Và mình cũng cho cái hành lá mình cắt nhỏ vô. Rồi như vậy là cái món bắp mà mình chiên với trứng muối được rồi các bạn. Mình tắt bếp. Mình đơm bắp ra ngoài cái dĩa để mình ăn này các bạn. Wow, mùi thơm lắm nè.
Thế là với một quả bắp Mỹ và ba quả trứng muối, một ít cơm nữa là mình đã có được một dĩa bắp chiên với trứng muối. Cái món này là một món ăn vặt rất là ngon nè. Mến chào các bạn nha.